Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Minh Nội Sản và tôi là Trần Minh. Rất vui được lại với các bạn trong cái video tiếp theo. Quý vị đang xem thì đừng bỏ dành có thể một chút thời gian để đăng ký theo dõi kênh để mà đón nhận cái video mới nhất. Thì cái video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ về cái chủ đề đó là những cái ý kiến của những cái đối tượng trong một vấn đề bất động sản. Có tức là trong một vấn đề bất động sản có rất nhiều những cái đối tượng cho ý kiến. Tôi có thể ví dụ như này, cụ thể đó là vấn đề về condotel. Vấn đề về condotel thì hiện tại đang rất là nóng trên các bản báo, rồi là cũng thu hút được nhiều ý kiến quan tâm của nhiều cái đối tượng bất động sản. Thì bạn nói rồi là với cái ông mà quan trọng nhất trong condotel thì ông chẳng ý kiến gì, đó là ông chủ tư. Thì bản chất là ông đã lấy đất, ông đã bán được rất nhiều condotel rồi và ông đang chờ những cái thứ mới, những cú hích mạnh mẽ thêm để ông bán thêm, nên là ông luôn im lìm, đúng không ạ? Đấy. Cái đối tượng thứ hai mà tham gia để cho ý kiến đó là đối tượng thứ hai mà cho ý kiến đó là đối tượng về quản lý nhà nước. Thì với ông quản lý nhà nước thì thực ra thì ông có thể là nghe cách trả lời thì có thể là ông không theo sát thị trường, ông không quan tâm thị trường lắm. Với ông thì lúc nào cũng ông có thể trả lời những câu hỏi, câu trả lời kiểu đưa ra ý kiến chung chung là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để mà có thể cấp sổ đỏ cho condotel, và người ta vẫn nói rằng là thị trường sẽ tốt hơn khi mà có cái hồ sơ, khi mà có hoàn thiện pháp lý đấy, cái định nghĩa rõ ràng condotel là gì và được cấp sổ sử dụng cho condotel cho người dùng đấy. Thì đấy là với ông về phía nhà nước. Thế còn đối với phía về đại lý bán hàng thì đương nhiên rồi, với đại lý bán hàng hay là đối tượng sale thì môi giới thì bao giờ cũng mong muốn rằng gì ạ, thị trường nó tốt, bán được nhiều hàng. Thì bao giờ thì trả lời chung chung rằng là gì, với được cái giải pháp hoàn thiện pháp lý cho condotel thì gỡ bỏ được vướng mắc. Đấy, gỡ bỏ được vướng mắc và sẽ bán tốt cái sản phẩm này, cái sản phẩm cái condotel sẽ bán rất tốt. Nhưng mà thực ra thì các bạn, thực ra thì đấy là một cái câu trả lời tôi nghĩ rằng là khá là dối lòng. Thì bản chất là bán tốt condotel, tôi đã từng nói rồi là bán tốt condotel thì nó về pháp lý rất là gì, nó không phải là vấn đề quá quan trọng, đúng không? Thì trước đây không có pháp lý người ta vẫn bán tốt mà, người ta mua bất động sản, người ta mua condotel là vì gì ạ? Vì cái lợi nhuận cam kết 10% trong vòng 15, hay là những đêm nghỉ dưỡng, những cái lợi ích là gì ạ? Những căn hộ quá đẹp bằng mặt biển. Đấy là những cái người ta quan tâm. Đấy, người ta sẵn sàng ký vào một hợp đồng cho thuê 55 chứ họ có muốn sở hữu bất động sản đâu, đúng không ạ? Tức là họ hoàn toàn ủy quyền hết cho cái đơn vị gì khai thác, sau khi mua xong lại tự nguyện ủy quyền 55 cho cái đơn vị khai thác, họ chọn hoặc là bao nhiêu năm cho khai thác, chứ người dùng không có cái gì quyền quyết định trong cái sản phẩm bất động sản này nữa. Tức là từng đó, tóm lại ý tôi muốn nói gì là người mua họ không quá quan tâm vấn đề gì về pháp lý ở cái thời điểm trước đây họ mua, bây giờ xảy ra việc thì họ mua. Thì đấy là về ý kiến ông đại lý, đúng không ạ? Thế còn với những nhà làm báo thì họ chả quan tâm lắm, họ với những nhà làm báo thì họ sẽ viết tất cả cái gì mà có thể họ viết, xấu cũng viết, đẹp cũng viết, tốt cũng viết. À, quý vị các bạn thấy rằng là ví dụ trước đây cái vụ Coco Bay Thành Đô chẳng hạn, thì trước đây rất nhiều báo chí quảng cáo rầm rộ, chính báo chí là tác động nguyên nhân chính. À, thông qua các đơn vị agency, thông qua đơn vị booking quảng cáo cho các sản phẩm. Tại vì họ có biết gì về sản phẩm đâu mà họ cứ nhận được tiền họ quảng cáo thôi. À, trong bây giờ khi mà tóm lại là nhà báo đương nhiên là gió chỉ là sợi đấy, nhưng đấy là cái nghề nghiệp của họ, đúng không ạ? Thì đấy là ý kiến của đối tượng, là chúng tôi vừa chia sẻ ý kiến của gì ạ? Của cơ quan quản lý nhà nước, ý kiến của đối với đại lý, ý kiến của chủ tư thì họ không ý kiến của nhà báo, của đơn vị các báo chí thì họ đương nhiên là gì, là gió chiều nào thao chiều đấy, đúng không ạ? Ý kiến của với những chuyên gia thì ví dụ như là những có những rất nhiều chuyên gia thì họ được đặt hàng rồi, đúng không ạ? Với tầm nhìn dài hạn thì đương nhiên rồi, các cái sản phẩm đặc biệt là với Việt Nam mình thì cái vấn đề về du lịch nó là chiến lược, nó là mũi nhọn quốc gia, nó là ngành công nghiệp không khó được Bộ Chính trị quy hoạch phát triển kinh tế mũi nhọn, thu hút ngoại tệ, và với cái điều kiện tự nhiên Việt Nam mình thì nó cũng phù hợp với điều đấy, thì tôi nghĩ tôi hoàn toàn ủng hộ thôi. Nhưng với đấy là một cái tầm nhìn dài hạn, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn thì với các chuyên gia thì họ được đặt hàng, họ được nói về những cái thứ mà nó cũng hơi vĩ mô một chút, và đương nhiên là họ ý kiến của họ là trong tầm nhìn dài hạn, không đúng không sai. Thì đấy là chúng ta thấy rằng là gì, trong một ý kiến trong một vấn đề bất động sản thì có rất nhiều ý kiến tham gia, và với một cái người mua, mỗi người mua hàng thì thường họ sẽ tham khảo từ báo chí đầu tiên, họ biết thông qua báo chí, họ biết thông qua các bạn sale, sau đó thì họ tham khảo thêm từ tầng lớp lớp xung quanh, và họ dính vào ma trận truyền thông của chủ tư và họ gì mua hàng. Còn những cái vấn đề đằng sau, những cái vấn đề đằng sau, những cái vấn đề mà bí mật đằng sau thì họ gì không biết được. Tôi nói ví dụ như cái vấn đề mà đơn giản như là cái rủi ro của condotel, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái pháp lý là cái rủi ro. Đấy, và đến bây giờ thì khách hàng mới nhận ra điều đấy. Đấy, nhưng mà lúc họ mua họ không nhận ra điều đấy, tại vì lúc trước họ mua họ có biết rằng là gì, condotel đã được chấp nhận đâu, cái tên gọi condotel, offitel, shophouse, vân vân là những tên gọi
mà chưa được gì ạ, nó là tên gọi thôi, gọi cho nó vui thôi, chứ chưa được có pháp luật công nhận. Trong sổ đỏ cũng không ghi là gì là sở hữu mảnh đất là tên là shop house, mà đơn giản nó chỉ là mảnh đất xây một cái nhà lên ở mặt đường để bán hàng thôi, ví dụ như thế. Hay là đơn giản là gì, là rủi ro về dịch bệnh. À, trước đây thì nghĩ rằng là gì, cô theo quá an toàn vì cam kết 10 năm rồi mà, đúng không ạ? Và cam kết 10 năm thì khách hàng, nhà chủ tôi có thể hoàn toàn gì trả cho người ta được, trả lợi nhuận cho người ta được. À, nhưng mà Coco Bay nó là một vấn đề rất lớn. À, cam kết tôi có thể hủy cam kết, không cam kết tôi không trả cam kết có sao không? À, không sao, tại vì bây giờ hợp đồng dân sự à, thì ra gì mọi hợp đồng của các chủ tư nó đều gì, họ đều gì, họ đều rất là chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi cho chủ tư, chứ không hề bảo vệ quyền lợi cho gì khách hàng. Và trong cái cuộc chơi này giữa chủ tư, giữa nhà nước và chủ đầu tư, nhà nước và khách hàng, thì vẫn rõ ràng các bạn thấy rằng là gì? Sau khi mua xong mới thấy rằng là gì, à, khách hàng là người yếu thế nhất, mặc dù là người chi tiền, mà người gọi là, hoặc được gọi là thượng đế, nhưng lại gì, là vấn đề lại là cái đối tượng gì yếu thế nhất trong cái cuộc chơi tay ba này. Hay là đơn giản chúng ta thấy rằng là gì, là để mà giải quyết vấn đề Conotel, nó không để mà giải cứu Conotel, để giải quyết vấn đề Conotel nó không phải là một sớm một chiều, đặc biệt là khi bây giờ cái lượng bây giờ, đặc biệt các bạn bây giờ là tôi nói lại một lần nữa là rủi ro thiên tai, đấy, rủi ro dịch bệnh, rủi ro về mưa bão, rủi ro về kinh tế, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề về nghỉ dưỡng. Đấy, tức là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất nhiều nghỉ dưỡng. Và như ví dụ như năm nay thì các bạn biết rồi là chỉ trong vài tháng mà rất nhiều các đơn vị lưu trú, các đơn dịch vụ, các đơn vị lưu trú, các đơn vị dịch vụ du lịch đều kêu là có thể phá sản chỉ trong vài tháng. Như vậy là cam kết 10 năm nó quá là rủi ro, đúng không ạ? Mà lấy đâu tiền để trả cam kết? Và rõ ràng là cái việc trả cam kết, bây giờ cái việc hủy cam kết đối với chủ tư là gì? Rất dễ dàng. Họ hoàn toàn thể hủy tự nhiên đơn phương đi, chúng ta đi kiện cáo đến bao giờ, đúng không ạ? Thì đấy là vấn đề về để mà giải cứu Conotel thì hiểu bản chất nó sâu xa rất là nhiều. Nó sâu xa rất nhiều chứ không phải những ý kiến kiểu như vậy. Tại vì rõ ràng là chúng ta không quản lý vấn đề về phát sinh, về quản lý về số lượng mà chúng ta và trong vài năm vừa rồi cái số lượng quá nhiều. Cái việc quá nhiều dẫn đến việc là gì ạ? Là không kịp làm thị trường du lịch. Khi mà xảy ra cái dịch bệnh Covid-19 các bạn bây giờ đúng không ạ? Thì bắt đầu là gì? Khách hiếm, mà khách lượng cho khách Trung Quốc nó giảm. Trước đây chúng ta cứ tin tưởng khách Trung Quốc nó quá đông nên là phục vụ đối tượng đấy nên độ phòng full khá là cao, nhưng mà lượng khách Trung Quốc giảm thì lập tức chúng ta thấy vấn đề ngay. Rõ ràng là bắt đầu là các đơn vị du lịch, các đơn vị về máy bay vân vân bắt đầu mới, và nhà nước, quản lý nhà nước bắt đầu mới tiêu tóa hỏa đi tìm những cái thị trường mới, thị trường Ấn Độ, thị trường châu Âu, thị trường vân vân. Trước đây du lịch Pháp, khách Pháp đến Việt Nam một triệu người, nhưng mà sau khi mà trong vòng mấy năm bùng nổ thì số lượng nó giảm xuống chỉ còn mấy trăm nghìn người thôi. Tức là sau khi mà bùng nổ du lịch, xây rất nhiều những cái resort, xây rất nhiều những cái khách sạn, những cái hotel, thì lượng khách châu Âu lại giảm vì khách Trung Quốc tăng. Trên thế giới thì ở động thế thôi. Rõ ràng là chúng ta không thể tránh khách Trung Quốc được, nhưng mà đồng nghĩa chúng ta phải song song với nhiều thị trường mới. Thế để giải quyết vấn đề về Conotel thì nó ảnh hưởng đến cả, tức là phải giải quyết cả ngành du lịch, đúng không ạ? Từ việc là quảng bá đất nước, dịch vụ lưu trú, xây dựng thương hiệu dịch về quảng bá nước, xây dựng thương hiệu du lịch, quảng bá dịch vụ lưu trú, tìm kiếm tham khảo các thị trường mới, xây dựng nhiều những cái tour, những cái chương trình tour hấp dẫn, vui chơi giải trí hấp dẫn. Đấy, rồi đào tạo đội ngũ gì ạ? Nhân viên phục vụ khách sạn, nhà hàng vân vân. Đấy, rồi là truyền thông quảng bá cho nhân dân những vùng du lịch làm sao thân thiện vân vân. Thì nó phải cả hệ thống như vậy, chứ không phải chỉ đơn giản là gì, là đâu đó bây giờ mọi người cứ tập trung, rất nhiều cái người, mọi người cứ tập trung vào pháp lý. Tôi nói rồi, pháp lý không phải vấn đề chủ chốt trong vấn đề gỡ cái Conotel, đúng không ạ? Nó phải là cả vấn đề lớn tổng thể về phát triển du lịch Việt Nam thì nó mới giải quyết được vấn đề này. Và để đảm bảo cái bền vững được cho cái vấn đề phát triển du lịch nói chung và Conotel nói riêng. Thì chúng ta rõ ràng là bây giờ có những thị trường dành riêng Trung Quốc, nhưng cũng có những thị trường phải dành riêng cho các cái vùng đất khác của châu Âu hay là một số khách hàng khác, đúng không ạ? Đấy, và một cái nữa đó là gì? Đó là vấn đề sở hữu Conotel lâu dài hay ngắn hạn. Thì rất nhiều người là mong muốn là cái Conotel nó có tài sản phải sở hữu gì lâu dài. Thì thực ra các bạn biết rồi là Việt Nam mình đất đai là sở hữu toàn dân, và toàn dân thì đương nhiên là do nhà nước quản lý rồi, đúng không ạ? Thế nên là cũng không có ai chịu trách nhiệm cả. Đương nhiên là trách nhiệm phải cho nhà nước. Thứ hai là gì, là đất thì ví dụ những đất mặt biển thì đương nhiên phải là đất thương mại dịch vụ và có thời hạn, để khi mà bất cứ khi để mà khi mà hết hạn thì nhà nước có quyền thu hồi để làm các việc, để làm các việc khác. Tại vì nó là đất kinh doanh thì mỗi ông hưởng, nôm na các bạn có thể hiểu rằng mỗi ông hưởng một thời gian thôi, thì sau đó thì cho người khác hưởng. Và nếu mà hưởng, ông muốn hưởng tiếp thì ông phải gì, tiếp tục gì đóng thuế hoặc là đóng phí để nhà nước thu được chứ,
đúng không ạ, làm sao mà lâu dài vĩnh viễn được đấy. Thì mỗi một loại đất nó có một cái, ví dụ đất thương mại dịch vụ thì đương khi mà ông gọi đất thương mại dịch vụ thì ông cách xây dựng, cách quản lý, cách vận hành, cách các cái thương hiệu, các cái đất xung quanh thì ông phục vụ cho đối tượng đấy để cân nhắc đúng không ạ, chứ không tốn quá nhiều chi phí vào đấy. Để đến một thời hạn là này, ông phải gì, ông phải thu, nhà nước ông phải thu hồi lại, và ông muốn làm tiếp ông phải đóng thêm một khoản phí thì nhà nước mới thu được tiền chứ đúng không ạ. Thì cái việc mà tôi nghĩ rằng là sở hữu 50 năm, đó là sở hữu 50 năm hay sở hữu 70 năm, đó là hoàn toàn hợp lý đúng không ạ. Ở nước ngoài cũng như vậy thôi, chung cư họ chỉ cho sở hữu, ở Sing hay ở Hồng Kông chung cư họ chỉ cho ví dụ sở hữu 99 năm hoặc 70 năm hoặc thậm chí 50 năm thôi đúng không ạ. Nhưng mà đấy là những cái, tôi nghĩ rằng đấy là những cái vấn đề về vĩ mô, quan trọng nhất là khách hàng. Khách hàng thì cần phải rõ ràng, để mà giải cứu con hotel ấy, thì rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn nhận các cái chủ tư, các đơn vị quản lý phải nhìn nhận khách hàng. Tại vì sao? Tôi vẫn nói bản chất là con hotel là giới người giàu, giới nhà giàu để mua cái ngôi nhà thứ hai để đi nghỉ dưỡng hoặc là họ sẽ kinh doanh đúng không ạ, hoặc họ sẽ kinh doanh thêm trên cái căn hộ đấy hoặc là họ cho thuê lại. Thì đầu tiên bản chất là như vậy đã, thì mới phải người giàu họ giữ tiền hẳn. Nhưng mà con heo Việt Nam mình gì họ sẽ bằng mọi giá họ bán, huy động vốn tất cả, thậm chí cả những người nghèo, thậm chí cả những người vay tiền để gì ạ, để mua con hotel, và bằng một cái hợp đồng gọi là cam kết 10 năm. Và bây giờ mọi người để biết rằng là cái hợp đồng cam kết nó không có gì, nó không có giá trị, và hoàn toàn chủ tư sẽ gì, hủy cam kết đấy luôn, và đấy rủi ro cuối cùng là về khách hàng. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái rủi ro, đây là cái vấn đề lớn nhất mà cần tháo gỡ để bổ sung, lâu nay có thể bổ sung cái quyền lực dành cho khách hàng, tức là có lợi, có thêm những cái quyền lợi nhiều hơn trong cái sản phẩm đầu tư của mình. Khi họ bỏ ra vài tỷ họ mua một căn condo thì họ có quyền lợi nhiều hơn. Bây giờ cứ giao cho, bây giờ ví dụ là giao cho 15, giao cho 50 năm, nhưng mà cái gì ạ, sau là ví dụ sau 3 năm, 6 năm kinh doanh nó không hiệu quả thì khách hàng có lấy lại được không, khách hàng có lấy lại được không, khách hàng có quyền lấy lại được không, có tự kinh doanh không, hay là kiểu kiểm toán hay kiểm yêu cầu thế lọ thế chai hay không. Nhưng gần như khách hàng gì ạ, không có cái gì ạ, không có việc đấy. Và rất nhiều người cũng rất là yên chí là khi mà cứ giao 10 năm và thu tiền tháng năm một đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng là tôi nghĩ rằng là cần phải bổ sung cái quyền lợi cho khách hàng nhiều hơn, để một ví dụ như ví dụ bây giờ vấn đề của cô bay thì khách hàng có cái lợi thế, có cái việc đàm phán được pháp luật công nhận bảo vệ nhiều hơn đấy. Thì tôi nghĩ rằng là trong vấn đề về condotel nó chỉ là một vấn về pháp lý condotel, nó chỉ là vấn đề như phân tích trên đầu đấy, để phát triển tổng thể du lịch thì nhắc xin nhắc lại là cần rất nhiều những cái thứ của cả nhà nước cùng các cái đơn vị du lịch cùng làm, đó là quảng bá du lịch đất nước, xây dựng một thương hiệu du lịch an toàn bền vững mà chúng ta đang làm rất tốt đúng không ạ. Rồi là cái việc vấn đề về đào tạo nhân sự cho ngành du lịch đấy, từ đầu bếp từ dịch vụ ngân hàng dịch vụ khách sạn đúng không ạ, rồi là bộ phận tiếp tân, rồi là vân vân vân, nó cả ngành rất là quan trọng đấy, ảnh hưởng rồi là toàn bộ nhân dân, quần chúng nhân dân phải hiểu về vấn đề du lịch, luôn là nụ cười, luôn giúp đỡ khách hàng. Đấy, thì Việt Nam mình đang làm rất là tốt. Đấy, rồi là xây dựng những cái chương trình tour, xây dựng những chương trình vui chơi giải trí thật sự hấp dẫn, độc đáo, mới lạ. Các bạn biết rồi là chỉ ví dụ Sun Group xây dựng một cái cầu ở Đà Bà Lạng, cái cầu bằng tay ở Đà Bà Lạng thôi mà đã nổi tiếng toàn thế giới rồi. Chúng ta cần nhiều công trình như kiểu kiểu như vậy, sáng tạo, kiểu như vậy, độc đáo như vậy để thu hút rất nhiều khách du lịch, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái ý kiến của tôi về vấn đề condotel. Rất vui được gặp lại quý các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe kênh video của tôi, và cũng đừng quên bày tỏ ý kiến của các bạn xuống dưới video. Hẹn gặp lại quý bạn trong video tiếp theo. Xin chào.